tôi có một chút những quà nhỏ cũng kỷ niệm là khi tôi đang làm những cuốn sách này thì là cô hai ấy là cao không vũ trang đấy là bị bệnh đại tư tôi đến thăm cô là cô tài cô quốc số qua đi là con viết xong cuốn sách của con cô nghe câu chuyện trong cuốn sách này thì tôi vui tôi làm một món quà nhỏ nhỏ. Thế thì đề nghị là cái này chiếu đi cho mọi người xem quà. Tôi muốn là tôi có 15 phần quà, mỗi một phần là 2 triệu, nhưng mà ai có thể trả cao hơn cũng được tùy, thì cái số tiền thu được đó là sẽ trao lại cho gia đình cô hai ấy để là sửa cái mộ cho bố xây để là làm cái thể như thế. Thì đề nghị là cho cái thưa quý vị, món quà đặc biệt này đó là quyển sách Cái Chuyện Của Tụi Con Nó Sẽ Mạnh Hùng có chữ ký của chú Tư Cang, và cũng như là một cây viết rất là đẹp có khắc tên chú Tư Cang tặng. Mỗi cái phần quà này thì giá 2 triệu để có thể cùng hỗ trợ cho gia đình của Hoài Thánh. Dạ, chú Tư Cang nói là mặc dù quà này là quà tôi ký tặng nhưng mà tôi sẽ mua trước một phần để là một món quà gửi cho gia đình của cô Hai Ánh. Mời chúng tôi kèm đến nhau những phần bảy kể này cho những
không? Thì chỗ đi tới Hóc Môn bị xét dữ quá,
đâu có thể vô trong miệng con nuốt rồi cái đi ra rồi con nói trời đất ơi, cái chuyện rất là quan trọng mà bây giờ mình làm đó xuống tay là từ bệ hiền nó cũng cái vừa tổ ca cũng uống vừa móc hồng một cái cũng vừa là mua tới trăm chiếc thay để mà mấy chú bà cần gì rồi đầu gỗ móc cho ra cái đồng dân gói đồng ni lông đàng hoàng nên xuống giờ tôi thì đó là cái đồng dân mà trên báo động cho cái cộng của tôi nói chung là tôi nói sơ là vậy. Còn bây giờ cái việc của tôi sẽ báo lại nó vậy không? Thì có cái việc tức là hồi hôm qua đó cái bạc cái cộng của tôi còn 4.495.000 tôi đến với cô Tâm Thiền này đó thì người Việt Kiều bạn của ảnh ở ngoài Mỹ đó, ở Mỹ nghe qua cái chuyện thăm ba cái thương quá ủng hộ cho 20 triệu rồi hồi nãy là cái cộng của tháng 7 là có ông gì Tâm Trần Minh Tâm thì hôm qua đó nó mua sách rồi còn dư 8 triệu ủng hộ vô thì như vậy là được 20 cái 8 triệu là 28 triệu cộng với 4 triệu chính còn lại đó thì như vậy là bữa nay những người mà theo xe của một xuống đây để giữ đó từ của Hòa Đông thì của Chi xuống thì phát cho mỗi người 8-500 ngàn phát cho mỗi người 8-500 ngàn để về xe rồi những anh em hát sống ba mà có mặt ở đây đó ngoài ra như cô Thánh Thảo như tôi rồi ra thì mỗi người 8-500 ngàn thì phát cho đầy đủ đi cái người phát rồi con tôi đi ra nó đi phát ta thì tính thì nói chung là còn lại nhiêu đó nha. Thì cuối năm chúng ta sẽ gặp lại ở tại Phú Hòa Đông như vậy là rồi ngoài ra nghe nhớ Tâm nó quánh vô cái tài khoản của lữ đoàn tôi là ủng hộ 30 triệu nữa phải không phải không ủng hộ nữa thì nói chung là mày cứ nhập vô cái quỹ của Hát Sơn Ba đi quỹ Hát Sơn Ba mấy năm nay yếu quá không có mấy nó nhập vô cho đủ để cuối năm mình làm cái tiệc cho bởi vì nay đi không đủ cái trên đó là không thì họp tại nhà ủy ban Phú Hòa Đông rồi mới tới thì đâu có cụ kia đó thì như vậy nếu mà ai ở đây mà thuộc cộng Hát Sơn Ba mà chưa lãnh tiền thì trực tiếp tại cô Giang á lấy một tấm rồi hết. Và quý vị chương trình ra mắt quyển sách kể chuyện cuộc đời bản sao anh hùng cũng xin được kết lại tại đây ở khu vực phía trước của nhà báo Đinh. Xin lỗi chương trình có phát sinh một chút Quang ơi. Dạ. Và có trân trọng giới thiệu anh Trần Thanh Thịnh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư xây dựng Gianco muốn tặng quà riêng cho tác giả. Vâng, xin mời trân trọng giới thiệu anh Trần Thanh Thịnh. Và tiếp theo chương trình nữa là chính đồng chí Trần Minh Tâm là cán bộ của H67 Học viện Giáo Miền vừa qua là có tặng 100 cuốn sách, có mua 100 cuốn sách để tặng thì ngay tại đây sẽ tặng cho hội doanh nghiệp cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh 50 cuốn và xin mời đồng chí Khương Văn Tuấn sẽ lên nhận từ đồng chí Trần Minh Tâm. Tất cả người đã tặng cho anh Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn ở ngoài Đà Nẵng là 32 cuốn rồi. Hôm nay tác giả sẽ tặng cho thiếu tướng Hoàng Kiên một cuốn sách 32 cuốn để thiếu tướng cho biển đảo rồi cho biên giới để phổ biến cho tác giả. Em sẽ gửi cho anh Nguyễn Thanh. Thank you.
buổi chia sẻ cùng với chương trình, cũng như là chia sẻ những tình cảm với lại chú Trang ở trên trường đồng kiếm hồi chú. Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cảm ơn người báo. Chúc mọi người sức khỏe và thành công.